Chắc bé khôn lắm quý vị. Nếu mà Nguyên Thảo mà để cái cửa kiếng này nè, đó là mà không có lưới á, là các bé nhìn thấy Nguyên Thảo bên ngoài là các bé gọi, đứng lên cào cửa dữ lắm. Còn nếu mà Nguyên Thảo để cái lưới này á, cái này là cái cửa lưới nè, là các bé sẽ không có cào đâu. Ngày xưa còn nhỏ đó, các bé thấy Nguyên Thảo bên ngoài vườn nè, các bé không biết đứng lên cào, cào cào cái Nguyên Thảo mới nói gọi lại. Đấy, cái này á, không có gọi, không có cào là vô được. Con cào là rách nghe chưa? Là từ đó đến giờ là không có đứa nào cào vô vô cái lưới này hết á. Thấy lưới là không có cào. Đó. Ngồi trong đó nhìn ra thôi. Còn mà khi nào mà đóng cửa kiếng lại nhìn thấy bên ngoài này á thì mới cào mới muốn ra là gọi. Hai miệng ra. Má mi. Nó thích ngồi hai chân. Nó ngồi như vậy cả buổi đó quý vị, ở trong nhà là nó cứ ngồi lên vậy á, nó đi về thấy gì bình thường những bé khác thì ngồi bốn chân nhưng mà nó bình thường nữa nó ngồi hai chân vậy đó. Nó tự động nó thích thì nó ngồi chứ không ai bắt buộc gì hết á. Con ngồi xuống đàng hoàng coi, giờ má mi hỏi nè. Giờ con muốn đi chơi không? Bây giờ con nói với má mi coi. Má mi. Nói đàng hoàng không có sủa. Nói, tao tao tập cho nói nè. Má mi. Má mi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đàng hoàng. Nói má mi coi. Má mi. Nói coi. Má mi. Nói rồi má mi cho. Xin nè. Nè. Bây giờ con nói nè, má mi. Má mi. Bây giờ con nói nè, má mi. Má mi. Muốn nói mà nói không được, tội nghiệp không quý vị. Bây giờ không có sủa, không có sủa. Không, con ngồi bốn chân, ngồi xuống bốn chân, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đó quý vị thấy không, kêu nó ngồi xuống mà hai chân nó cũng ngồi lên hai chân, mà mình cứ kéo nó xuống là nó cũng ngồi lên hai chân nè. Có nhiều người không biết, cứ nói bắt nó ngồi không có ai bắt hết trơn á, Nguyên Thảo kéo nó xuống hoài à, mà nó cũng ngồi lên lại à. Đó, nó tự động nó ngồi lên lại à. Đó. Bây giờ con nói nè, nói cho má mi cho ra. Không, không có sủa nè, nó nói má mi, nói má mi coi, má mi. Nó lớn lên, nó lớn lên. Ôi thấy ghét kìa. Giờ ra chơi ha, ra. À. Anh ngừng tay uống miếng nước dừa đi. Mời. À, mời quý vị dùng nha, nước dừa tươi nè, thơm và ngon. Đang đang làm vườn. Giỏi lắm. Ngon không? Thơm ngon giống như là vị tươi Ở Việt ở Nam Việt hả? Nam vậy đó. Cái này là của Thái Lan á. Ừ, Thái Lan nhập qua. À, mấy đất Á Châu trồng dừa rất là thơm và ngon, Đúng rồi. ngọt nữa. Ừ. Làm sắp xong rồi hả? Vô mùa hè là Nguyên Thảo bận rộn với cái vườn quý vị. Trồng này cái kia cho nó vui vậy đó. À, Nguyên Thảo trồng xà lách nó lên rồi quý vị. Cái này nó lên xong sắp tới mà lúc mà nó lớn rồi đó, cái nó cuộn tròn lại. À, Nguyên Thảo gieo đấy ra nhiều lắm. Rồi cái ra nhiều quá cái Nguyên Thảo phải xớt bớt ra. Trồng nhiều thứ. Thảo trồng rau ngò. Nguyên Thảo phải để cái gai này trong đây nè, cái gai hoa hồng á, để con sắp nó không có vô nó đào, chứ nó vô đi nó phá, nó đào hết mấy cái cây con lên á. À, này dây bầu chừng khoảng tháng rưỡi là nó lên cao lắm, rồi đến khoảng tháng 8 á là nó có hoa có trái rồi. Lucky. Em vào ăn cỏ hay về?
Cái em kia em đái mắc cười. Ba chân. Em làm gì đó em ngửi. Đó, đứng ba chân á, đứng ba chân đái không à, không có à, không có bốn chân. Hôm nay ba cắt bé làm vườn quý vị ơi. Nguyên Thảo thích cái chỗ này trồng bông, cho nên nay anh đào đào cái chỗ này lên để trồng bông, làm cái đất mới, thay cái đất mới. Giỏi quá ta. Hoa Nguyên Thảo trồng mỗi năm nó mỗi ra nè quý vị. Nhiều lắm. Cái này thì Nguyên Thảo mua. Mua hoặc là mua xong rồi Nguyên Thảo về làm vào từng 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 màu như vậy đó. Ở bên ngoài nó có bán nguyên một giỏ vậy, nhưng mà Nguyên Thảo thấy nó không có nhiều màu, Nguyên Thảo không thích, cho nên Nguyên Thảo mua lẻ về, Nguyên Thảo làm từng chậu vậy đó, nó vừa ý mình hơn những cái hoa mà mình thích. Cái này cũng vậy, Nguyên Thảo thích cái hoa này, nó nhỏ nhỏ mà dễ thương lắm quý vị. Cái này tím nữa. Hôm nọ nó ra một đợt bông rồi, hôm nay nó rụng bớt đi rồi. Khoảng chừng 10 ngày, 10, 10 ngày, cỡ 10 ngày sau nó sẽ ra bông mới. Nó nụ nó nhiều lắm. Một năm được có mấy tháng hè thôi, cho nên Nguyên Thảo thích bông. Này nhà trồng hàng năm nó ra. Cái này là hoa mẫu đơn. Nguyên Thảo trồng có màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, nhiều màu lắm. Ở trước nhà cũng ra nhiều lắm. Ừ, quý vị, cái này to lắm rồi. Cái gì đó anh? Ở đây có cái chùm cỏ này ngộ quá. Cái đó Cỏ rêu á. với cỏ là rêu nè. 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 À, em cũng thấy nó mọc kia này giống giống Thấy như không? Đây rêu, thấy không? Chắc thấy chói thấy quá để thấy cho thấy chứ bông. thấy chứ thấy à. Chắc rêu á, em nhìn thấy giống như rêu á. Nguyên Thảo trồng mua bên ngoài từng trà từng cái chậu từng màu nhỏ 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 về ghép vô mình làm. Những cái hoa này Nguyên Thảo thích. Nhiều khi đi ra ngoài họ cho có hai ba màu, ba bốn màu mà không được nhiều vậy đâu. Mà những cái hoa chẳng hạn như được cái màu này thì cái màu khác mình không thích. Cho nên là mua theo cái ý của mình. Đẹp quá hả quý vị?
Sắp xong chưa anh? Sắp xong đây. Ở đây trồng bông, Nguyễn Thảo về làm chỗ này để trồng bông. Cái hoa hồng này của nhà Nguyễn Thảo đẹp lắm, mà năm vừa rồi cái Nguyễn Thảo quên không cắt. Đúng ra là cứ đến cuối năm chuẩn bị vô mùa đông là phải cắt ngắn nó lại. Đầu năm nó sẽ đầu mùa đó nó sẽ ra đẹp, ra nhiều. Nguyễn Thảo quên, mà cũng may là nó không có chết. À, phải cắt hết mấy cái thân cũ của nó đi thì nó mới ra cái cây mới này đó. Còn đây là Nguyên Thảo cắt cái cành bên nhà ông anh Nguyên Thảo về. Nguyên Thảo cắm mà 4 tháng rồi đó, hôm nay nó mới ra được nhiêu đây lá đó, nó sống nó ra được nhiêu đây lá. Ngâm cái bông hồng đó, nhiều khi đi ra ngoài mua về quý vị trồng á, khi mất thời gian của mình, nhưng mà khi mà nó lớn lên nó bông xấu lắm rồi phải đào lên bỏ. Cái thằng kia nó búng ở nhà đến tối đến Nguyên Thảo nấu cơm, cái nó đến nó mừng, cái Nguyên Thảo lấy cái chân á, khều khều vô cái đùi của nó đá quý vị. Thằng lùn này nó đá Nguyên Thảo nó lấy chân nó đá nó đẩy cái chân mình ra. Ngửi gì con? Mới cắt cỏ, các bé ngửi thấy mùi cỏ. Đó đó đó, anh lùng đó, anh lùng á, đó đó anh lùng á, anh cứ nhảy búng 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 đó. Này nó ba chân, nó tiểu ba chân. À, đã vô chỗ đó. Mắc cười quá, mấy mắc cười với đứa nhỏ này quá. Nè nhỏ này nó đá ba chân nè quý vị. Đó ba chân. Tại vì nó đứng ba chân vậy nó không có ướt cái chân của nó sợ ướt cái chân nó cho nên là nó đứng ba chân. Mỗi lần các bé ra đây mà chơi á, mà tiểu ngoài này á, là Nguyên Thảo phải lấy vòi nước Nguyên Thảo xịt với mấy cỏ chết á. Cái nhỏ này đứng ba chân nữa nè, đó đó đứng ba chân đó đó, sợ ướt chân. Coi thằng này có làm vậy không? Thằng này nó sợ ướt chân nữa đó, thằng này dở rồi, nhảy bắt đầu búng. Cứ vô mùa hè cái là mấy cái cây rau thơm và Nguyễn Thảo nó lên lại. Này cũng rau thơm. Húng cây, húng quế. Bên kia là húng lũi. Chừng khoảng tháng rưỡi nữa rồi trái cây nhiều, nhà trái cây nhiều. Nên thả trồng mấy cái rau để nêm này kia cũng đủ cho nhà. Ngò lên dễ thương lắm quý vị. Cái này là ớt. À, nó bu ba đó nè. Trời ơi, nó ôm, nó ngửi nè. Chị che nó ngửi.
Đã đi làm vườn mà chứ chơi Làm vườn vườn nó mà. ngửi thấy cái mùi gì không biết, chắc cái Cái mùi mùi đất đất nữa. mùi Ừ. Mùi đất nó ôm nó ngửi kìa. Ôi ôi. Nó tay kìa, đất không đó con. Mấy bao đất này chút cho xuống. Cái này đất chậu, đất mình trồng trong chậu. Còn mình thường thường hay cho phân tôm với lại phân bò. Ừ. Cái này phân tôm với phân bò. Ứ gì con? Ở ngoài này mát quá. Mát gió lồng lộng luôn đó. Cái hoa này nó nở to lắm đó nha quý vị, đến chiều đến là nó búp lại đó. Ê. Bên đây cũng vậy, hồi nãy nó nở ra giờ cái chiều xuống rồi cái nó búp lại to thiệt to luôn á. Chiều mấy đứa nhỏ ra đây chơi thích. Thiệt là đẹp quý vị ha. Ở trong thì cái nhụy nó xanh xanh rồi đến vàng rồi đến trắng. Ở bên ngoài nó cũng có hơi hồng hồng hồng. Gió mát quá chừng luôn. Xong chưa? Nó vui quá, nó chạy. Nó chạy mà quơ cái camera không kịp luôn. Bởi vậy chạy ở trong nhà cũng giỡn vậy quý vị. Ở trong nhà Nguyên Thảo nó chạy vòng tròn nhà được đó, cho nên là nó chạy vậy đó. Nó rượt nhau nó chơi suốt ngày. Cho nên là đâu có còn mập được, ăn dữ lắm mà đâu có mập được. Chạy 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 vô trong kìa con, cái này giờ này ăn mấy cái đó cỏ không, đi vô trong nhà con, vô trong á, vòng vòng ngoài này kiến cắn á. Okay.
Chị che nằm bên đây con. Chị che. Ra hả? Nằm đây con. Đúng ra, đúng ra. Bà lẹ hơn Lucky. À, chị lấy được chứ chạy trong này nè. Chạy đây giấu nè, chạy đây giấu. Em ơi. Em ơi. Ừ, đúng rồi, em ơi sắp đây, em ơi, em đây chơi đó đi nè. Ok, buông ra, buông ra, buông ra. Buông ra đây đi quăng cho con nhặt kìa. Thấy nó cứ lẩn rồi. Lấy bánh xí chê, đúng không? Lấy bánh con. Đúng rồi, em đây, xí chê. Lấy bánh đi. Nó khôn lắm, nó biết lấy bánh. À, nó kỳ lấy rồi. Nó kỳ nó lấy được rồi. Nó nhả, nó nhả. Nó lấy phần trái nữa. Nó không chơi mấy trái khác, thích chơi trái đó thôi. Ừ. Còn trái giống vậy mà nó không, nó cắn bị lũ không kêu, nó không chơi đó, nó biết nó không chơi đó. Ừ, nó chơi trái này thôi. Y hệt nhau mà nó nhận được á. Eva. Eva. Đứa chồn đâu, đứa chồn kìa con. Eva đâu? Eva. Lấy đứa sóc rồi con. Lấy lại. Lấy đứa sóc vô chơi đi đi kìa. Nè, à, thằng Lucky nó đón được rồi. Dành nha. Ai vào nó giường. Lấy banh đây coi. Rồi. Thằng nó ghiền banh lắm. Chơi đâu, lấy banh đi. Cứ đi kìa, cứ đi không chơi, cứ đi không chịu chơi, cứ đi chạy. Cứ đi không sao không chơi vậy, không chơi banh nữa coi. Gắn lấy banh coi. Lấy banh, lấy banh. Lấy đưa sóc đâu, hồi Eva đưa sóc đâu. Đưa sóc coi Eva, lấy đưa sóc kìa. Lấy đưa sóc vô đây đi kìa. Lấy đưa sóc kìa con. Eva. Đưa sóc đâu. Đưa sóc kìa, chẳng thấy cái đứa anh Lucky này ở đó, không lấy. Lấy đưa sóc thôi, con. Còn cái con xanh nữa là không thấy. Con xanh ở trong mấy giặt. Lên đây con. Xin chào. Lên đây, xin chào. Này nó khoái chơi banh lắm. Nằm banh đây chơi. Đó, không nằm đó ai cắn chơi à. Đây bà. Thì đứng lên chỉ xin nè. Đứng lên đi, đứng lên xin đi con. Đó, đứng lên xin đó. Ngoài xin xin coi, ngoài xin xin hai tay coi. Đó, ngoài xin. Xin sao, hai tay. Đó, xin đó. 1, 2, 3. Wow. Nhỏ này nó thích cái đuôi con sóc này á, cái đồ chơi này. Từ lúc còn nhỏ xíu đến giờ luôn á, hồi lúc mới mang Eva về 2 tháng. 2 tháng là Eva đã Nguyên Thảo mua cho Eva mấy cái mềm mềm này chơi nè. Nhiều đồ chơi lắm mà Eva chỉ thích này thôi. À, thằng, cái thằng kia thì nó thích chơi banh nè. À. Chơi đem banh ai làm gì làm, Lucky ăn cỏ thôi. Chơi chơi đem banh đây con, đem banh đây. Đó, nó nhai, nhai cỏ. Chơi chơi, banh đó. Ừ, đó. Đem banh lại đi. Ghiền, ghiền lắm, ghiền chơi banh lắm. Ảnh không có dám nằm sát xuống, nằm sát xuống cỏ nó chích vô, vô bụng ảnh. Lấy banh, lấy banh, lấy banh. Chơi rồi, tụi con kêu đi không chơi gì con. Kêu đi. Chạy, chạy lắm. Chạy lắm.
Mát quá ha. Trời mát. Mát quá. Gió cây nó thổi. Trống trống nó bay. Nó không có nằm nè. Nó nằm sát xuống nó bị cỏ chăm chăm vô bụng, ảnh anh cứ chổng chổng mông lên hoài. Lucky, Lucky đi vô trong này con. Cái cây đào ở phía ngoài đó nó có mấy con kiến mày ra nó đốt á. Mát quá, dễ chịu quá. Chơi vô đây con. Chơi. Chiều đến hoa nó cũng ngủ. Ừ. Chiều đến hoa ngủ. Chê, ô nê, ô nê. Ô nê. Chị chê đâu con? Chị chê, nó gọi tới đó. Lẹ ghê. Lucky đi canh lấy được rồi. Lucky đó. Ở đây con. Ê bà giật. Muốn lấy đó nhưng mà không dám.